Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái con bytecode trên iOS 15. Thì dùng cái tool này thì cái tool RAM disk nha anh em. Thì bữa trước là dùng tool LPRO Bytecode disk. Thì hôm nay là cái tool offline. Những anh em nào mà thợ thầy thì mua về làm luôn, không cần phải order series gì cả. Thì cái tool này thì bắt đầu cài ở được ở trên macOS Mojave nha anh em. Đó, phiên bản từ 10.14.6 thì mình đã test trên cái con macOS này ok. Đó, ví dụ như mấy bytecode hoặc là bị vô hiệu hóa, iPhone không thể dùng. Lưu ý là SIM chéo nó vẫn nhận. Nếu mà SIM chéo nó không nhận thì tức là máy đã bị bypass rồi và đã bị nâng cấp lên iOS khác. Thì cái đó là sẽ làm không được. Hiện tại thì Hello làm không được nha. Mới làm được trên bytecode thôi. Rồi thì đầu tiên thì anh em tiến hành là đưa về máy về chế độ DPU. Về chế độ DPU thì anh em nào không biết thì có thể lên Google để tra và tìm cách để đưa về. Rồi ở đây thì mình làm trên con 6S. Rồi nhấn giữ nút nguồn đến khi nào nó trượt, rồi bấm nút home. Nhấn giữ 10 giây. Sau đó là mình sẽ thả cái nút nguồn ra và giữ nút home để đưa về chế độ DPU. Rồi đồng thời lúc này thì anh em mở cái i4 tool rồi. Nó đưa dài là không được nha anh em. Đây là chế độ recovery. Thì chế độ recovery thì nó sẽ không nhận tool. Đây, mình sẽ test rồi mình làm lại. Thì nếu mà đưa về chế độ recovery thì anh em cần phải thoát ra và làm lại. Rồi, sau khi đưa được về chế độ DPU á thì anh em mở tool luôn. Lúc này kéo em bỏ qua và chọn dùng số 2. Đó thì nó sẽ đưa vào cái chế độ nó đẹp chế độ RAM disk. Check cái tool. Đó, rồi tiếp theo là mình sẽ chọn vào check SSH. Rồi nếu mà nó báo lỗi thì nhấn thêm một lần nữa. Rồi báo ok. Tiếp tục là backup RAM disk. Ở đây thì đã xuất hiện ba cái mục. Mục thứ nhất là mục backup. Mục thứ hai là restore. Mục thứ ba là read telephone. Tức là read thông tin á, thì anh chọn những số 1 để cho nó backup lại. Rồi, cái đây là nó báo là backup là ok rồi này. Rồi, nếu mà restore thì anh em cũng làm y như vậy. Thì phải bỏ vô BioTool hay cái máy nào đó để restore sạch lại và lên iOS cao nhất. Rồi cũng làm 3 bước như hồi nãy, rồi xem tới cái bước này thì chúng ta chọn dùng số 2 để cho nó restore lại. Bây giờ mình sẽ thử trên dùng số 3 này để cho nó thử là nó read được cái info của cái số điện thoại. Nếu anh em nào còn muốn up dịch vụ á thì này lấy cái số điện thoại ra nè và lấy cái số lấy cái ID trên cái con này. Cách lấy ID này, anh em bấm vào info này, bấm vào đây. Rồi, nó sẽ xuất hiện cái bảng thông tin này, anh em chọn vào account. Đó, anh em kéo vào đây. Rồi, nó sẽ xuất hiện hết. Đó, nó xuất hiện cái tên InCloud này. Đấy, kết hợp với cái info, cái số điện thoại mới read ra thì chúng ta có thể off được dịch vụ. Đó, thì chỗ này thì nó hỗ trợ danh sách các máy hỗ trợ này.
siêu S này, siêu S nếu mà anh em bấm vào dùng 1 nó lỗi thì anh em có thể bấm vào dùng 2. Thì cái con này hồi nãy là mình chọn dùng 2 nha anh em. Thì một số trường hợp nó lỗi. Đó, siêu S Plus cũng vậy. 7 8 đó. Nói chung là theo cái dòng máy nào thì anh em chọn lỗi thì anh em chọn ngược lại cái dòng bên kia. Đấy. Thì hỗ trợ từ siêu S tới X. Rồi. Bây giờ mình sẽ restore lại con này lên iOS cao để mình backup cái file mà để restore lại cái file để backup. Đây, cái file backup thì sau khi backup thì nó sẽ hiện ra đây. Đó, đầy đủ thông tin. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ sang cái máy bên kia để mình rồi, thì anh em kém và đưa vào Windows hoặc là bên nào đó nếu anh em có máy nào thì dùng máy đó, thì mình sẽ đưa về chế độ DPU hay là recovery gì đó để chúng ta nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Rồi, anh em chỉ việc run flash. Đây thì anh em ta sẵn về chọn chế độ quick flash để chúng ta restore sạch lại. Thì công việc của anh em về việc là chờ đợi nữa thôi. Rồi, thì cái đây là sau khi mình restore xong nha anh em. Đó, thì nó sẽ lên iOS 15 và chắc chắn là nó sẽ dính cái tài khoản cloud. Thì mình sẽ thiết lập và cho anh em xem thử là có dính tài khoản cloud không. Rồi, thì nó đã dính anh cloud nha anh em. Đó, thì nó đã dính cloud thì bây giờ mình đã có file backup rồi. Bây giờ mình chỉ kém cáp vô và đưa về chế độ DPU. Nên mở cái Ubuntu tool lên để cho chúng ta nhìn thấy. Rồi, bây giờ anh em sẽ đưa về chế độ DPU để restore lại cái file đã backup lúc trước nha anh em. Rồi, sau khi nó trở về được DPU rồi thì anh em mở tool lên. Chọn dòng số 2. Đó, nói chung là cũng y như một cái lúc mình backup thôi. Và bây giờ cái lúc restore thì mình cũng làm những cái thao tác tương tự như cái lúc mà mình backup đó, để nó chạy xong. Rồi mình sẽ tiếp tục là mình chết SSH. Đấy, nhắn thêm một cái nữa cho nó check. Rồi, vậy là nó báo ok á. Mình tách nó đi. Rồi mình bấm vô cái dòng backup này. Mình chọn dòng số 2 là restore, số 1 là backup, số 2 là restore. Enter một cái nữa là nó sẽ tự động nó restore lại cái file mình đã backup lúc ban đầu. Nó hoàn thành. Đó là khôi phục hoàn thành, là lúc này cái con iPhone nó sẽ tự động nó khởi động lại luôn. Đó, anh em thấy không? Giờ nó khởi động lại luôn. Bây giờ chắc chắn là mình sẽ vượt qua được tài khoản cloud và vô xài như một cái máy bình thường. Đó là công dụng của cái tool này. Đó, thì giờ anh em setup cách bình thường. Chơi tiếp tục mà không có wifi, tiếp tục. Vào thì cái đây nó đã vào được rồi nè, vân tay vân chân gì thì sau này chúng ta để cũng được, thì chúng ta chỉ vào nè. Đó,
Rồi, để vào cái bước đây thì rất là ok rồi. Giờ mình sẽ nhấc sim vào. Để cho mình nhấc sim xem, mình sẽ nhập anh cloud cho anh em xem. Trong nhập được anh cloud thì đồng nghĩa với là fix được thông báo rồi nha anh em. Rồi, ok, như vậy thì đã đặt update được iPhone iOS 15.4. Thì nãy mình đã cập nhật lên 15.4, bây giờ mình sẽ đút sim vô này. Không dịch vụ. Không dịch vụ nha anh em. Nếu mà nó lâu quá nó không lên sóng thì anh em có thể bật chế độ máy bay và bật lại. Đó, thì nó sẽ hiện lên Vinaphone này. Đó, sóng kênh LED. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập iCloud. iCloud cho anh em. Như vậy thì nhập in cloud ok. Thì cái tool này thì bypass máy bytecode iOS 14 và iOS 15 từ CFS tới iPhone X rất hiệu quả nha anh em. Nói chung là bypass fix full luôn đó. Tool này thì không có cần order gì cả, anh em mua về rồi chạy và làm thôi, không giới hạn máy luôn. Đó, thì đây là cái bản mã này. Đó. Này là thông tin iPhone. Thì mỗi lần backup xong thì anh em nó sẽ hiện ra cái file backup này. Anh em phải đặt cái tên nó theo cái mã seri. Ví dụ máy đây là đây đúng không? Còn ok rồi, ví dụ mã seri ra thì anh em copy cái seri vô này. Đưa lần sau khách không có lỡ có register thì anh em vẫn có thể làm lại. Nickname đó, Nasserin. Đây mình làm được hai con rồi. Rồi, thì cái video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi, tạm biệt tất cả các anh em nha.